cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện và người dân xuất nhập cảnh tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các đối tượng tăng cường vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Vì vậy, lực lượng hải quan và biên phòng ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo càng tăng cường tuần tra kiểm soát hàng hóa và phương tiện nhập cảnh. Các phương thức thủ đoạn chủ yếu của đối tượng buôn lậu qua cửa khẩu đấy, thì thứ nhất là giá cổ trong các phương tiện vận tải hàng hóa, mà chủ yếu ở đây qua cửa khẩu Lao Bảo thì chủ yếu là mặt hàng thịt cao, chỗ nhiệt đá thịt cao. Đối với trong các phương tiện vận tải hành khách thì cũng lợi dụng các hầm hố được gia cố khá tinh vi để cất giấu hàng hóa. Và cùng một bên cạnh đó thì một bộ phận cư dân biên giới thường xuyên qua lại thì cũng có đem hàng về. Hàng lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thường là đường, thuốc lá điếu, sữa các loại, rượu, bia, mỹ phẩm, quần áo và hàng điện tử. Chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, được các đối tượng đóng thành các bao nhỏ để tiện cất giấu, dễ dàng vận chuyển và tẩu tán. Thường thì các đối tượng, các vận chuyển đường kính trắng, rồi bên cạnh đó thì có các cái mặt hàng mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá ngoại. Siết chặt công tác kiểm tra hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo cho việc thông quan nhanh chóng. Tại cửa khẩu Lao Bảo được trang bị thêm một số phương tiện thiết bị hiện đại soi chiếu hàng hóa. Nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ hỗ trợ, cụ thể đây là máy soi, thiết bị máy soi. Và trong đó là thêm công tác huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Chức tuần tra kiểm soát trên các cái địa bàn trọng điểm và đặc biệt là trinh sát các cái đối tượng để nắm tình hình, phân tích để mà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan. Có sự chuẩn bị chu đáo đúng mức, hơn một tháng qua, các lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Trị đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, ngăn chặn hàng chục tấn hàng hóa vận chuyển trái phép vào nội địa, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho vùng biên giới dịp cuối năm.